Dạ. Wow. Nước. Ok, ok. Yeah, now you hide. Let me do it for you. Okay, do it. Sean. One more. Deeper, stronger. Oh. Feel that? Yeah. Vỗ tay, vỗ tay. Trời ơi. Nào. Tại làm thế với người ta. Thấy sâu bên trong cái mắt là bé kẹt. Làm lúc chỉ muốn tay thôi. Chị em thấy anh ấy tôi vào lắm. Thương Long Việt Nam, number one. Ok. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lê Vi Cao. Mình là Trâm Sứa. Chúng mình đến từ Beat VN. Ok. Và hôm nay chúng mình có một thử thách, đấy là lần đầu tiên thử hút thuốc lào. Và mình sẽ mời những các bạn như kiểu là các bạn Tây này. Các bạn đã bao giờ thử hút lào chưa? Nếu chưa thì hãy theo dõi và subscribe kênh Beat VN để nhận clip mới nhất và để xem số mới nhất về hút thuốc lào nhá. Let's go. We have a challenge that we smoke something called thuốc lào Việt Nam. Do you want to try? Okay, béo. No, okay, thank you so much. We have a challenge that we try to smoke thuốc lào for the first time. Is it traditional in Vietnam? No, thank you. I see how people pull out this. Trong không gian thật tiên lãng, hút thuốc lào Nghệ An. Hãy ném em cây điếu cày, anh cho em xin quê riêng quê đón. No, she's not. Sorry, I'm not capable for that. Okay, now sit down. Yeah, he will show you how to do it. Có thuốc lào đâu nhỉ? Thuốc lào rồi. Nha. Why are you doing this? What is it for? It's for a challenge. For the first time you did something. And this is the first time, right? Yeah. Yes. What is it? It's called thuốc lào. It's just like a cigarette. It's like a week, but it's hit you immediately. Yeah. It's not take it for long. Yeah. Take it in, yeah. Mạnh hơn. Stronger. Okay. Okay, stop now. Okay, now smoke it. Mạnh hơn. What the hell? Drink this. You good? Còn ghê chưa? Drink it. I'm good. Yeah, you have to drink this one. What is it? Water. Oh. It's just water. Yeah. How do you feel right now? I'm good. You're good. You feel something. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. I need to wear this? Yeah, yeah, just put it in your hand. Huh? Yes. What side? This or this? Yeah. Wait. Yeah. Look handsome. So handsome. Did you smoke this before? I've tried. This is so easy. Easy? Yeah. Lừa rồi. This is how we smoke. This one. This is really typical here, right? Yeah, it's typical. Everyone smoke this? Wait, guys. Okay, now. Strong. Yeah. Wow. No. What? Yeah, you go feel something in your throat. Oh, kasu. drink the water. Drink quite the. You have to drink. Oh my god. Just stay still. Kasit.
Wow. This is strong, man. Yeah, it's good. Oh. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. You will look better. You can be. Goosebump. You have goosebump. Ooh. Try again. No. No. Oh man. This is really strong. If you smoke, usually you will feel no. Really? Yeah. Nóng. Nóng. Vừa bắt đầu hơi lên. So will you try the second time? No. Not right now. No. Yeah. Never. Maybe sometime else. Yeah, 1 year later. Yeah, 1 year later. That's too long. This is too strong. Yeah. Some it's just like a cigarette, but it's higher because of this one. This make it. Yeah, stronger. It make it stronger because it hit your brain. But if you smoke in the cigarette, it's just normal. It's not too much. But this is straight. Right. Yeah, you're sweating right now. Lái mồ hôi. Thuốc lao Vietnam, number one. Okay. Anh đã bao giờ hút thuốc lao chưa? Anh chưa em ạ. Okay, và em sẽ có một cái thử thách là lần đầu tiên trải nghiệm hút thử thuốc lao. Anh có dám chơi không? Okay. Chơi đi bạn. Chơi đi lấy quà. Cảm ơn. Thế bác đã đồng ý. Đây, anh ngồi xuống ghế cho em. Đó. Bây giờ tớ sẽ hướng dẫn cho bạn trước. Tớ sẽ mồi cho bạn, nhưng mà trước tiên thì tớ sẽ hướng dẫn bạn cách để mà bạn hít vào trước nhá. Ồ, nào, châm cầm anh. Đây là cái điều hút tao đúng không? Không nhìn nhiều rồi mà chưa thực hành bao giờ thôi. Mình sẽ hít một hơi, thở hết hơi ra nha, và sẽ hít này. Wow. Hít bên này hay hít cả? Hít đâu cũng được, được. Miễn là hít vào. Như thế. Đừng có sợ cái khói. Hít hơi tụt lõi luôn là. Đây. Đây hít hít rồi. Hít vào, hít thật mạnh vào. Ui, anh hơi nhớt, anh hơi nhớt. Ui. Cuộc sống này qua bon chen, con thấy mình lạc lõng giữa sao. Đêm về lâu bao thắt lại, mẹ ở cuối giờ sống thương. Trời chết. Sao nhà bạn nhỉ? Tỉnh nhá. Quay trở lại thế giới loài người. Được. Nóng không? Nóng đúng không? Chảy hết cả nước mắt luôn. Ôi khóc. Tôi. Cứ từ từ rồi. Chầm ngâm đi nào. Chầm ngâm quá. Tao là ai? Đâu là đấy? Tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Tôi muốn nói. Tôi muốn nói. Ai muốn nói? Cứ bình tĩnh rồi. Bạn cứ bình tĩnh thôi. Nào, tôi nghe bạn nói này. Để bạn nói đi. Phi à? Phi như nào? Kiểu lúc hít vào nó quay kìa. Nó quay. Cảm giác bắt mũi như là không phải. Thì chảy nước mắt thôi. Chảy nước mắt rồi à? Bây giờ bà muốn thử trải nghiệm cái này nữa không? Đủ tự tin không? Thôi. Thế có bao giờ anh nghĩ rằng là anh sẽ thử lại lần hai không? Bà đã từng hút những cái gì rồi? Mình hút. Hút thuốc lá. Hút thuốc lá rồi. Thế cảm giác lần đầu tiên hút thuốc lá bây giờ như nào? Rồi gấp mấy lần thuốc bọc. Mấy lần luôn. Trong một cái khoảnh khắc lúc đầu đấy, cảm giác lúc đầu là như nào? Kiểu lúc vừa hít vào kiểu chuẩn ngừa. Ok, bây giờ đứng dậy nhá. Được. Đi rồi chưa? Không phải là đi.
We have a challenge that you will have to smoke something called Vietnamese thuốc lào. It's like a cigarette. It's just like a weed. Mình đã hút thuốc lào. Nani? Không thích. Đã hút thuốc lào không thích. I want you put this wall high immediately. Okay. Cũng nhiều khó đấy. Wow. Okay, that's good. That's good. How you feel right now? Happy. Happy. So, take it deeper. Make a sound. Bây giờ là thế rồi. You shaking right now. Tầm này là trời thật rồi anh ơi.